Cây mai trắng này thì bao nhiêu tiền? 8 triệu. Đáng quá nhỉ. Hoa đẹp quá. 8 triệu. Thích cây này thế. Đây có giá ở đây này. Giá ở đây. Đây 8,5 triệu. Cái này chậu đẹp. Chậu đẹp rồi. Đây, cái này chậu đẹp. Hoa rất nhiều. Đã tháo dây rồi. Còn mai đẹp. Cái này đẹp. Mai đẹp. Được. Có giá là chậu. Xem. Đây cái này 5 triệu. Cái này 3,5 triệu nhưng mà thấy rất hay. 3 triệu. Này rất hay. Không cần nhiều hoa nhưng mà đã tháo dây. Chân bệ đẹp. Giá nghệ thuật. Tháo dây thì để trên này. Còn cái loạt mà vẫn chưa tháo dây ra rẻ hơn. Triệu hay là 3,5 5 triệu. 5 triệu. 7,2 triệu. Em nghe anh ơi. Vâng. Bọn em kéo trong nhà xong bỏ mẹ đấy anh ạ. Mà nó gọi em nó bảo là intercom kéo xong rồi ngon lành. Bọn em đổ cáo sang. Kéo trong nhà thì nó đơn giản thôi mà. Thì để ở ngoài bờ tính tiếp vậy. Không biết này có thằng nào kéo không. Không.
kéo đơn giản mà. Dũng biết này đã có thằng nào kéo chưa? Ừ, thế mẹ, thằng FPT nó bảo nó kéo ngon nhưng mà con làm gì có thấy cái vệt nó kéo đâu. Đấy, thế chắc là nay hôm qua đấy thằng CFC nó hỏi nhưng mà chắc ngay chưa kéo. Còn lâu, mẹ nó bảo là tôi còn chờ hoàn thiện cũng bể đằng trước nữa thì làm thế. Lúc nào anh kéo được anh ấy em cái nhá, em mà kéo được em mới cho anh trước. Anh nhá. Rồi rồi, anh nhá. Nghỉ Tết chưa? Ok, rồi rồi anh nhá. Cái này đẹp. Cái này rất mập. Đấy, cây đấy đẹp nhỉ? Xum xuê bao nhiêu? Cái này thì gốc đẹp này. 2.8 triệu. Cái này là gốc nó gọn đấy. Đẹp. Cái này mà bỏ được cái dây ra thì đẹp. Ok, hợp lý. Về mình đấy, bỏ dây ra. Không cần nhiều hoa, có lộc, có hoa, có lá. Mà gốc nó già. Đẹp, đều đẹp. Tự nhiên. Tự nhiên. Chứ nó không có vết cắt như thế này. Được cái chậu cũng đẹp rồi. 2.8 triệu à? 2.8 triệu. Đấy, có cây này ở dãy này đẹp nhất. Cây này là đẹp. Cây này là đẹp nhất ở dãy này. 1.8 triệu. Đấy, có mỗi cây đấy. Cây này còn đắt hơn à? À đâu? Rẻ, rẻ hơn, cây này 2 triệu. Đấy là cái chùm hoa đấy nó nở thì cũng nhiều. Gốc cái này cũng được đấy. Cũng được. Bằng gốc bên kia thôi, cái này là gốc đẹp, cái này là đẹp. Đó. Nó ở trên chậu lâu năm rồi. Sạch. Nhìn gốc nó sạch. Đẹp. Nhìn nó sạch sẽ. Đây là mảnh. Đấy, cái đấy cũng được. Cái đấy hoa nhiều. Này hơi ít hoa một tí. Hơi ít hoa một tí. Nó to này thì nhiều tiền lắm. Mà dán trực lắc này thì nó cũng cũ quá rồi. Đây 1.6 triệu này được. Xuân đã đến, xuân vẫn mơ.